Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ tiến hành so sánh cái chức năng dẫn đường của Google Maps và cái Vietmap S2 ở trên những chiếc Android Box để xem hai cái phần mềm dẫn đường này thì nó hơn kém nhau những gì nhá. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành luôn. Vâng, với cái Google Maps thì nó luôn được cài sẵn ở trên những cái dòng Android Box, còn với Vietmap S2 thì các bạn sẽ phải mua bản quyền riêng nhá. Giá niêm yết nó rơi vào khoảng tầm 1.490.000, cũng khá là nặng đấy. Vậy thì với một cái sản phẩm miễn phí và một cái sản phẩm trả phí thì nó sẽ hơn kém nhau những gì, và liệu chúng ta có nên bỏ tiền mua cái sản phẩm trả phí hay không? Rồi, và đầu tiên thì mình sẽ thực hiện tìm kiếm một cái địa chỉ trước đi nhá, để cho các bạn thấy rõ hơn về cái Google Maps cũng như là cái Vietmap S2. Dẫn đường tới khu đô thị Vinhome Ocean Park. Vietmap S2. Vâng, đấy là cái địa chỉ ở gần thôi. Bây giờ thì mình sẽ tìm tới một cái địa chỉ ở xa hơn, nó lạ hơn một chút xíu, để xem hai cái bản đồ này nó có tìm kiếm được không. Tìm đường tới gara ô tô Bạch Hưng ở Tuyên Quang. Vietmap S2. Rồi, và vấn đề về tìm kiếm ra lệnh bằng giọng nói ở trên hai cái Google Maps và trên Vietmap S2 thì nó cũng tương tự nhau thôi. Mình cũng thử nghiệm khá thì cái việc tìm kiếm nó ok. Với cái S1 ấy thì nó tìm kiếm khó khăn hơn rất là nhiều so với cái S2. Thế nhưng mà cái S2 này thì nó gần tương đồng được với Vietmap rồi. Tuy nhiên, vấn đề dẫn đường ấy thì nó lại là một cái câu chuyện khác các bạn nhá. Ở cái Google Maps ấy thì khi mà chúng ta dẫn đường thì nó sẽ giúp chúng ta tìm kiếm cái địa chỉ mang cái tính tối ưu hơn. Các bạn nhớ nhá, đây là mình đã thực nghiệm, trải nghiệm rồi. Ở Google Maps nó sẽ dẫn tới một cái địa chỉ đi một cái tuyến đường tối ưu hơn, nhanh hơn và chống tắc đường tốt hơn. Còn với Vietmap S2 thì cái này nó sẽ làm kém hơn một chút nha các bạn nhá. Vâng, và ở đây thì các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta tìm kiếm từ vị trí này tới khu đô thị Vinhome Ocean Park thì nó dẫn cho chúng ta là 13 km với khoảng 25 phút. Ok, bây giờ mình sẽ thử nghiệm ở bên cái Vietmap S2, và Vietmap S2 thì cũng dẫn đường cho chúng ta tới khu đô thị Vinhome Ocean Park cũng là 13 km và dự kiến là 24 phút. Thì mình sẽ xem luôn là cái hướng dẫn đường nhá. Đây, các bạn sẽ thấy là dẫn đường theo tuyến Cổ Linh này. Rồi, ở đây thì xem nào, đi tới đâu? Đi tới cái nút giao cầu Vĩnh Tuy. Còn ở bên Google Maps thì mình sẽ xem nào. Đây, nó sẽ dẫn đường này. Thì với Google Maps ấy thì nó sẽ không dẫn đường tới cái tuyến đi theo cái hướng là nút giao cầu Vĩnh Tuy đi lên cái đường 5B, mà nó sẽ dẫn đường cho chúng ta đi lên D. Đấy, hai cái map thì nó sẽ dẫn đường khác nhau. Và cái khoảng cách ở đây thì nó cùng đo là 13 km cùng với 24 phút. Thế nhưng mà theo cái kinh nghiệm mà mình thường xuyên đi di chuyển ấy, thì chắc chắn là khi mà chúng ta di chuyển về khu Ocean Park, nếu mà bị tắc ở đường Cổ Linh ấy, thì mình sẽ di chuyển ở trên cái tuyến đường D sẽ nhanh hơn. Còn di chuyển sang cái đường 5B thì thông thường là sẽ bị, có thể là dài hơn. Đấy là mình cảm nhận thôi. Và đặc biệt là đi ở trên tuyến đường 5B thì bao giờ nó cũng chậm hơn. Thế nhưng mà ở trên Vietmap S2 thì mình lại thấy có một số cái cũng rất là hay. Ví dụ như là vào các cái đường dẫn ấy, thì ở trên Vietmap S2 ấy, nó sẽ hiển thị luôn cho chúng ta là cái hình ảnh để chúng ta có cái hướng di chuyển. Đặc biệt là những cái đường dẫn mà nó có hai cái ba nhánh di chuyển ấy, thì trên Google Maps nó chỉ bảo là chúng ta đi check sang bên phải hay là check sang bên trái thôi. Nhưng mà ở trên cái đường dẫn đấy nó có hai ba đường dẫn thì chúng ta đi đường nào thì cái này nó cũng không có chi tiết. Nhưng mà ở trên Vietmap S2 ấy, thì nó sẽ có hình ảnh luôn cho chúng ta biết là chúng ta đi rẽ vào cái nhánh nào. Đấy, ở trên hình ảnh có đầy đủ. Và như vậy thì mình sẽ đi rất là tốt, đặc biệt là những cái đường dẫn trên cao hiện nay.
Vâng, đấy cũng là một cái tính năng hay của Việt Map thôi. Thế nhưng mà tổng quan lại về cái dẫn đường thì mình đánh giá là cái Google Map dẫn đường tốt hơn so với cái Việt Map S2. Ồ, vậy thì cái Việt Map S2 phải bỏ ra khá là nhiều tiền thì chúng ta sẽ có cái lợi ích gì? Về cá nhân mình nhá, thì đi đường mình cũng sẽ vẫn cứ chọn Việt Map S2 thôi. Tại vì sao? Đơn giản, Google Map thì dẫn đường rất là tốt, nhưng mà cái Việt Map S2 thì nó sẽ có một cái chức năng cảnh báo giao thông. Đây là một cái chức năng rất là quan trọng khi mà chúng ta di chuyển ở trên đường. Ngoài việc ở trên cái ứng dụng Việt Map S2 thì nó hiển thị cái thông tin về cái tuyến đường chúng ta đang di chuyển là chạy được cái tốc độ bao nhiêu, thì nó còn có thể thông báo trước cho chúng ta chuẩn bị di chuyển tới các cái biển báo, ví dụ như là cấm vượt hay là giới hạn tốc độ. Và nếu ở trong một số những trường hợp mình đi đường quốc lộ ấy, mà cái đường nó đẹp quá, mình mát ga, mình chạy quá cái tốc độ quy định ấy, thì ở trên cái bản đồ này nó cũng nhắc mình luôn. Và cái việc mà chúng ta chạy quá tốc độ hay là vi phạm biển báo ấy, nếu như mà bị phạt ấy, thì cái số tiền nó cao hơn rất là nhiều cái số tiền mà mình phải mua cái bản đồ S2 này. Vì vậy khi mà đi tỉnh ấy, thì mình vẫn cứ lựa chọn chạy cái Việt Map S2 thay vì cái Google Map dẫn đường rất là tốt. Và bây giờ thì mình xin phép tổng kết lại như thế này. Với cái việc tìm kiếm địa chỉ ấy, thì Google Map hay là cái Việt Map S2 thì nó cũng gần tương đồng nhau thôi. Thế nhưng mà ở cái phần dẫn đường thì mình thấy là cái Google Map dẫn đường tốt hơn so với Việt Map S2. Về cá nhân mình thì cho dù là cái Google Map nó có cái khả năng dẫn đường rất là tốt thì mình vẫn lựa chọn cái Việt Map S2 khi mà chúng ta di chuyển đi về tỉnh trên các đường quốc lộ hay là đường cao tốc. Bởi vì một điều rất đơn giản, nó có cái chức năng cảnh báo giao thông giúp ích cho mình rất là nhiều. Còn quan điểm của các bạn về cái Việt Map S2 cũng như là Google Map nó như thế nào? Các bạn có thể để lại cái comment ở dưới video này nhé, để chúng ta cùng thảo luận và chia sẻ. Rồi, và video so sánh cái Google Map cũng như là Việt Map S2 đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn quan tâm tới cái bản đồ Việt Map S2 thì các bạn chú ý dưới phần mô tả mình sẽ để lại cái link mua hàng, thì ở đó sẽ có một cái mức giá tốt hơn so với cái giá niêm yết và cạnh tranh cực kỳ tốt so với thị trường hiện nay. Vâng, và video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.